Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng nhân dân phường Đồng Hòa khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xác định chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã nghe các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các ban của Hội đồng nhân dân phường về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp và một số báo cáo quan trọng khác. Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân phường năm 2022, phường đều hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quận giao, tổng thu ngân sách ước đạt 103% kế hoạch quận giao, công tác quản lý đất đai đô thị toàn nghiên môi trường được tăng cường, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch COVID-19 được chú trọng, các hoạt động an sinh xã hội đảm bảo. 9 trên 9 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa cấp quận, trong đó có 2 tổ dân phố 5 năm liên tiếp là tổ dân phố văn hóa cấp quận, 97,2% gia đình đạt gia đình văn hóa, toàn phường còn 7 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đảm bảo, phường triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Trong năm 2022, hội đồng nhân dân phường thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đã đề ra, các kỳ họp diễn ra theo đúng luật định năm 2023, phường Đồng Hòa đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 5 đến 7%; giá trị sản xuất nông nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao thu ngân sách tăng từ 2 đến 3% so với kế hoạch quận giao, tỷ lệ học sinh lên lớp và chuyển cấp đạt 98 đến 100%, 9 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp quận, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu quận giao. Kỳ họp thông qua các nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, dự toán ngân sách phường năm 2023, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, thành lập đoàn giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng Nhân dân phường.